Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách sử dụng cái phần mềm KeepPass. KeepPass đây là gì? Nó là một cái phần mềm dùng để lưu trữ và mã hóa cái password của chúng ta. Thí dụ như chúng ta sử dụng nhiều cái dịch vụ trên internet, chúng ta là thành viên của nhiều website, nhiều diễn đàn, thì chúng ta sẽ có nhiều cái mã đăng nhập, tức là ID, và đồng thời cũng có nhiều cái password. Bởi vì mỗi thành viên diễn đàn thì chúng ta nên có một cái ID và cái password riêng. Vì vậy mà chúng ta cần phải có một phần mềm để quản trị được cái tất cả các cái password đó để thuận tiện trong cái việc đăng nhập, đồng thời cũng nâng cao cái tính bảo mật. Thì tôi giới thiệu cho các bạn cái phần mềm gọi là phần mềm KeepPass. Để cài đặt phần mềm này ở bản Moto thì bạn thực hiện giải nén cái tập tin KeepPass này ra. Chúng ta click chuột vào trong cái tập tin đã download về, chúng ta giải nén ra. Chúng ta bấm chuột phải. Chúng ta chọn extract ra. Thì lúc này chúng ta có được cái tập tin KeepPass đã được giải nén. Thì trong cái tập tin sau khi giải nén ra, thông thường một giải nén ra thì chúng ta click chuột vào trong phần KeepPass để chúng ta khởi tạo cơ sở dữ liệu. Và một cái bản thông báo hiện ra hỏi chúng ta có cập nhật phiên bản hay không, thì bạn chọn disable. Kế tiếp là chúng ta tạo bản cơ sở dữ liệu cho KeepPass. Chúng ta có thể lưu cùng với thư mục mà chúng ta lưu trữ KeepPass, chúng ta lưu lại. Còn trong phần này là chúng ta tạo cái password để khi chúng ta mở KeepPass lên thì chúng ta có thể nhập password vào, chúng ta mở khóa KeepPass. Có thể hình dung là KeepPass đây là một cái phần mềm, một cái tủ, ở trong tủ đó đựng nhiều cái password khác chẳng hạn. Thì ở đây là chúng ta set cái password này để khi khởi động phần mềm lên chúng ta phải đăng nhập vào phần KeepPass này. Bấm OK. Thí dụ bạn thường xuyên truy cập vào diễn đàn đầu tư tài chính.com, bạn khi đăng nhập cho đây thì bạn phải khai báo là ID và password. Thì để thuận tiện như vậy thì bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu, tạo ở trên KeepPass. Chúng ta chọn vào Add and Try, click vào đây. Trong cái phần title này thì chúng ta chọn cái tiêu đề để dễ nhớ, là chúng ta chọn diễn đàn đầu tư tại nhà chẳng hạn. Trong phần username, đây là cái username để đăng nhập vào diễn đàn đầu tư tại nhà. Thí dụ như chúng ta đăng nhập vào đầu tư tại nhà với username là Angel chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lưu cái username Angel này vào trong cái phần username mà quản trị bên cái phần KeepPass. Chúng ta có biên dán vào đây. Đây là cái phần password để đăng nhập vào trong diễn đàn. Chúng ta đánh password vào đây. Chúng ta đánh password một lần nữa. Tiếp đó là chúng ta nhập cái đường dẫn vào cái website đầu tư tại nhà.com. Chúng ta copy cái đường dẫn này, đăng lên vô cái phần đăng nhập, ông copy. Sau đó chúng ta dán vào trong phần URL. Cái đó chúng bấm OK. Như vậy thì bây giờ cái cơ sở dữ liệu này chúng ta có thể đăng nhập vào diễn đàn đầu tư tại nhà một cách nhanh chóng. Trong phần đăng nhập thì chúng ta bấm login. Trong KeepPass này thì chúng ta chọn cho hình người, copy tới là username. Chúng ta bấm chuột vào đây, chúng ta bấm chuột phải và chúng ta dán. Tiếp tục đối với phần password, chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta về hình chế chìa khóa, chúng ta nhấp chuột dụng cho một cái. Chúng ta lại chọn mật khẩu, chúng ta bấm chuột phải và chúng ta dán. Chúng ta bấm đăng nhập. Như vậy chúng ta có thể đăng nhập vào trong cái diễn đàn đầu tư tại nhà thông qua cái ID và password đã lưu sẵn trên phần mềm quản trị mật khẩu là KeepPass.
nên sử dụng nhằm hỗ trợ cho việc là đăng nhập nhiều cái tài khoản ở nhiều các cái dịch vụ khác nhau. Bây giờ chúng ta lưu cơ sở dữ liệu lại, có nghĩa là chúng ta mới tạo cái cơ sở dữ liệu của diễn đàn đầu tư tại nhà.com, thì bây giờ chúng ta lấy chuột vào hình cái chiếc đĩa này, đĩa mềm để chúng ta lưu lại, để khi chúng ta mở lên thì cơ sở dữ liệu của đầu tư tại nhà.com đã được lưu vào trong phần mềm KeepPass. Như vậy thì các bạn có thể làm tương tự như vậy đối với các cái tài khoản đăng nhập vào các website, diễn đàn hay các trang mạng khác, để chúng ta quản trị nó sẽ rất là tiện lợi. Chúng ta có thể lưu rồi chúng ta có thể khởi nhập lại mỗi lần đăng nhập, để dùng phần quản trị thì chúng ta nhập vào một phần password để mở KeepPass lên. Chúng ta bấm OK. Thì trong diễn đàn này chúng ta có thể thực hiện cái việc là mở diễn đàn này bằng cách là lấy vào đó, giống như cái thao tác mà chúng ta thực hiện trước đây. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào tạm biệt.